Với báo cáo khu mợ này bây giờ nhà cháu trả bài cho quý cụ với cái hành vi chửi của Chí Phèo, nhà cháu nợ từ hôm trước, với lại xin lỗi quý trưởng thượng là hôm nay nhà cháu không chém gió được với chỗ Israel với Hamas. Nên nhà cháu sẽ nói chuyện về cái câu chuyện anh Chí anh ấy chửi, anh Chí anh ấy chửi nhau như thế nào mà mọi người cứ bảo là chửi đi chửi nhau lại cứ so sánh với thằng Chí Phèo. Thực ra thằng Chí Phèo nó chưa bao giờ chửi tay đôi với ai cả các cụ ạ. Các cụ có tin không, kể cả xem phim lẫn xem chuyện ấy, nó đều có gắn một cái câu là mẹ cha này. Nó chửi thế thôi chứ mà chửi rất là chung, phải không ạ? Chửi bây giờ thì thực sự ra là ở khía cạnh thứ nhất ấy, về cái tiếng chửi này ấy, nhà cháu có thể nói là cái ý đồ của tác giả, tức là một cách là làm cho nó điển hình hóa một nhân vật không bằng cách miêu tả thông thường mà bằng lời chửi. Hắn vừa đi vừa chửi, đầu tiên hắn chửi đời, về sau hắn chửi trời, hắn chửi cả làng vũ đại. Chửi đời, chửi trời, chửi cả làng, chửi tất cả, nó mở rộng ra vô biên. Chửi cả làng vũ đại, nên làng vũ đại bảo chắc cả làng này nó bảo là chắc nó trừ mình ra. Chửi đời thì có hề gì, đời của tất cả có của ai, rồi cuối cùng mở rộng ra vô vô hạn. Chửi cả ông trời, trời là của tất cả, có của riêng nhà nào. Thành ra nó chẳng chửi với ai. Cuối cùng quay ra là hắn tức quá, thế có phí rượu không, không ai ra lời chửi, ra mặt chửi nhau đấy, bắt đầu phí phí quá, bực quá, có phí rượu không, vẫn có một chút ý thức chứ, đấy có phí rượu không, say để mà chửi nhau rồi nhưng mà không có đối tác, ai mà chửi nhau được một mình đâu. Sau đó thì hắn điên quá, hắn lôi cái đứa chết mẹ nào đẻ ra cái thằng thân thằng Chí Phèo để cho hắn khổ như thế này. Nhưng mà đấy là bắt đầu mới vào chuyện. Cái khổ quá, trên đời này có biết đứa chết mẹ nào là cái đứa đẻ ra Chí Phèo đâu. Người ta chỉ biết là ông Nam Cao đấy chứ, mà thực ra là ông này là ông bất hạnh nhất trong làng văn chương thế giới, bởi vì ông có đứa con là nó bất hiếu nhất cuộc đời. Chả biết chửi ai, thành ra lôi ông Nam Cao ra mà chửi. Thế thành ra cuối cùng nếu mà nó là đứa con tinh thần của Nam Cao, thành ra lời tâm sự của Nam Cao chính là ông ấy tự chửi nhau với mình. Khổ thế. Thế đấy cũng là một cái cách rất là độc đáo để đưa vào một câu chuyện, đúng không ạ? Xét cho cùng là một cái hành vi ngôn ngữ không chỉ gắn với người nói, người nghe, mà nó gắn cảnh, nó phải gắn chặt, thật chặt chẽ với cái ngữ cảnh, cái bối cảnh khi nó phát ngôn, khi nó thực hiện cái hành vi chửi. Thế thì bây giờ đặt vào trong cái ngữ cảnh hay là một cái bối cảnh rộng lớn của xã hội Việt Nam, cái thời kỳ trước cách mạng tháng 8 ấy, trong cái xã hội thực dân nửa phong kiến, người ta đè đầu cưỡi cổ người dân như thế, thì nó chính là cái phản ứng trút bỏ cái sự bực tức của con người trước trước những cái áp bức bất công của xã hội ấy. Bây giờ rõ người ta bần cùng hóa người dân, nó đè đầu cưỡi cổ như thế, đúng không? Thế đi sâu vào cái ngữ cảnh này nữa thì rõ ràng là bây giờ cái im lặng nó là cái gì? Đây không phải là lời chửi của một thằng say rượu, đúng không ạ? Đó là cái sự sự phản kháng rất là mãnh liệt trước cái sự bất công vô lý đến tàn nhẫn khi mà con người ta bị đẩy vào đường cùng nhưng rất bế tắc, còn cách nào ngoài cách chửi đồng? Có đúng không ạ? Và cuối cùng con người ấy, cái con người cụ thể là để tồn tại người ta phải còn hành một cái nghề là rạch mặt ăn vạ. Thế cái yếu tố nhân hình nó đã mất sau những cái rạch mặt, và nhân tính nó cũng mất sau những cái cuộc, trong những cái cuộc say, cơn say triền miên mà đâm thuê chém mướn đấy, nó khổ thế, đúng không ạ? Thế bây giờ mới nghĩ nghĩ đến cái câu chuyện Lão Hạc. Câu chuyện Lão Hạc, đối lập với Lão Hạc là có một nhân vật là Binh Tư. Binh Tư vốn không ưa gì Lão Hạc bởi vì Lão lương thiện quá. Ô thế nên nhưng mà trong rõ ràng nội dung câu chuyện của Lão Hạc là Lão Hạc đi xin bả chó về ăn để chết.
Thì Minh Tư lại rất là biết cái điều đấy, nhưng mà trước khi lão chết ấy, Minh Tư còn bĩu môi ra bảo trời già cái nó làm bộ làm tịch đấy, nó xin tôi bả chó về và đánh bả chết, con chó nhà nào đến vườn nhà lão rồi tôi với lão chơi, nhưng cuối cùng là chết thì lại không thấy Minh Tư nói gì nữa. Thế thì bây giờ có nghĩa là trong cái xã hội này muốn giữ được cái lương thiện như lão Hạc ấy, muốn giữ được lương thiện thì con người ta phải chết. Mà con người ta muốn tồn tại thì vứt hết cái lương thiện, cái nhân cách đi để mà sống như thằng Minh Tư. Thế bây giờ cái bối cảnh này nó có giống Chí Phèo không? Giống quá đấy chứ, phải không ạ? Đúng không ạ? Thế thì chính vì như thế cho nên là con người ta phát ra cái tiếng chửi thì nó là cái việc tất yếu. Nhưng mà chửi này lại không phải là chửi cho một cái sự chửi nhau bình thường mà có đối tác. Một mặt thì nhà văn khẳng định là ai mà chửi nhau được một mình, nhưng mà thực ra thằng Chí Phèo nó chửi một mình. Nhưng mà nó đặt trong cái mối cái tương quan rất là mâu thuẫn, nhưng thực ra lại không mâu thuẫn tí nào. Nó chửi cho đến nỗi là người ta nói là khổ, ai khổ như Chí Phèo, ai khổ như cái người dân khi mà đọc những cái chuyện bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan, hay đọc Chị Dậu của Ngô Tất Tố, người ta thấy bảo là cái nỗi khổ của người nông dân, con người người dân Việt Nam trong cái xã hội nó đến tận cùng tận cực rồi, không còn thế nào mà khổ được hơn nữa rồi. Bố hấp hối trên giường thì con vẫn cứ phải ngồi mà diễn hài cho người ta xem cho thiên hạ cười, chỉ mong được vài cái đồng tiền để chữa bệnh cho bố. Nhưng mà cái lúc mà muốn về gặp mặt bố lần cuối cùng ấy, biết ông bố hấp hối rồi, muốn gặp mặt bố lần cuối cùng ấy không được, vẫn cứ phải cho thiên hạ nó cười như kép tư bền ấy. Rồi Chị Dậu, cái khổ cùng cực của Chị Dậu sau khi bán con bán chó rồi đi làm vú em, rồi chị vùng chạy ra ngoài đường giữa cái đêm đen tối như mực và đen kịt như cái tiền đồ của Chị Dậu. Rồi cái hạng nhất nhì của cái hàng cùng đinh trong cái làng Đông Xá ấy, nó chẳng có một tí tương lai nào cả. Mà cái phản ứng dữ dội như thế đối với cường quyền thì chắc chắn nó dẫn đến cái chết thôi. Ủa thế nhưng mà không phải. Thế từ khi mà người ta thấy Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ trong trang sách của Nam Cao ấy, thì người ta mới hiểu thế nào là tận cùng của cái khổ. Bởi vì người ta biết ai làm cho mình khổ, nhưng mà không làm thế nào được, mặc dù mở miệng ra chửi nhưng vẫn phải làm tay sai cho nó. Ôi giời ơi là giời. Phải không? Rõ ràng đây là cái hành vi chửi đầu tiên là thể hiện cái ý đồ nghệ thuật của tác giả. Đúng không ạ? Thế còn về xét về mặt cá nhân, xét về mặt cá nhân con người thì bản thân Chí Phèo chửi thì để chứng tỏ cái sự tồn tại của mình, chứ hắn có mâu thuẫn với ai đâu mà hắn chửi. Khi đi làm tay sai thì hắn trở thành con quỷ rồi, mà đã là con quỷ rồi làm gì có một cái nỗi bông. Đúng không? Chửi là chứng tỏ sự tồn tại của mình, sự hiện diện trong của mình trong cộng đồng dân cư của làng Vũ Đại ấy. Thế nhưng mà cũng bất lực lắm, bởi vì đáp lại lời hắn chỉ có lũ chó cắn xôn xao trong xóm. Nhưng hắn có cách nào để chứng tỏ cái sự tồn tại của mình đâu, bởi vì tất cả ai người ta cũng nghĩ rằng nó trừ mình ra. Khổ thế không biết. Nhưng mà ở đây có một cái rất là hay, tác giả vật hóa nhân vật Chí Phèo ngang bằng với lũ chó cắn xôn xao trong xóm, nhưng đối thoại với Chí Phèo, sử dụng Chí Phèo và tỏ ra rất nhân nghĩa với Chí Phèo lại là Bá Kiến. Thế thì chỉ trong cuộc đời này sử dụng được Bá Kiến, sai vặt được Bá Kiến, sai vặt được Chí Phèo thì cũng chỉ là Bá Kiến. Thế thì mới vô tình Bá Kiến ngang hàng với con chó. Ô thế mới lạ. Thế bây giờ thì người ta cứ nghĩ mà bây giờ hắn là không có tuổi rồi, rồi là người ta dẫn ra bao nhiêu việc là đâm thuê chém mướn phá phách mưu hại người ta là toàn là Bá Kiến giao cho nó làm thôi.
Có đúng không ạ? Đáng ra là để chứng tỏ sự tồn tại thì Chí Phèo phải chửi. Nhưng mà khổ quá, không ai nói là Bá Kiến ngang hàng với Chí Phèo, ngang hàng với con chó. Nhưng mà thực ra thì cái tiếng nói này nó rất kín đáo, nó rất ẩn ý, nó ở cái chỗ đấy. Đó. Thế thì từ khi đi tù về thì có lúc nào cũng say mà, say ơi là say ấy. Say đến nỗi là không biết mình biến thành con quỷ dữ của Vũ làm Vũ Đại lúc nào nữa. Thế chỉ uống rượu đập phá, chửi bới đấy, nhưng mà Chí chỉ đơn độc một mình. Chí đơn độc một mình. Mà khổ một cái là Chí Phèo nó bảo không biết hát. Đúng Nam Cao có nói là giá như hắn biết hát. Giá như hắn biết hát mà. Thì có lẽ hắn đã không cần chửi. Nhưng mà ở đây là cái gì? Hát hay. Hay là chửi hay. Hát thì hắn không biết hát rồi, mà chửi thì không biết có miêu tả cái chửi, cái tiếng chửi có hay không. Nhưng mà ở đây mặc dù là hát hoặc là chửi, mặc dù là hát hay chửi thì cũng đều vậy thôi, đối với Chí Phèo đều như vậy thôi, đều là cái tiếng kêu rất là đau đớn, rất là đau đớn của cái sự cô độc, sự cô đơn đến tuyệt đối. Do vậy người ta có thể kết luận được rằng chửi ở chỗ Chí Phèo không biết là có phải là sự tức tối không, mà chửi để chứng tỏ sự tồn tại, thì cái yếu tố này nó có nhiều hơn đấy. Ngay cái làng quê sinh ra mình là cái làng Vũ Đại, mà cả làng người ta nghĩ là chắc nó trừ mình ra, thế nó còn bị từ chối tất cả. Thế bây giờ chửi là để chứng tỏ cái sự tồn tại của mình ở trong làng này ra. Thực ra thì trong làng Vũ Đại cái ám thị này vẫn là ám thị chấp nhận nó là con người đấy chứ, nhưng mà chắc nói trừ mình ra thì người ta vẫn thừa nhận nó là con người. Đúng không ạ? Thế thì cái mục đích của lời chửi này để cho biết là mình tồn tại thì ít nhiều nó cũng có tác dụng, đúng không ạ? Còn một khía cạnh nữa, khía cạnh thứ tiếp theo, không chỉ để tồn tại đâu, mà chửi còn để khẳng định cái vị thế của anh Chí trong xã hội đấy, các cụ các mợ ạ. Em nói thật, cái văn hóa của người Việt ấy, cái văn hóa của người Việt Nam nó hay lắm. Khi nào thì bị chửi và khi nào phải chửi, đúng không ạ? Đặc biệt là những người có vị thế. Thế bây giờ em nhớ như cái loại bố con nhà Bá Kiến ấy, nói có người nghe đe, có người sợ, mà sống đến nghệ thuật, sống mà thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì kẻ sợ kẻ cố cùng liều thân ấy, cái dạng này ấy, muốn thần phục được nó thì phải đẩy nó xuống sông đi, xong rồi thò tay túm tóc nó kéo lên, đời người ta vớt lên để nó biết ơn mình. Chí Phèo nó đúng vào cái hoàn cảnh đấy, đấy, nhưng mà nó vẫn biết ở trong người nó vẫn biết là cái thằng này hại mình, nhưng mà buộc lòng phải làm tay sai cho rạch mặt ăn vạ, xong rồi làm tay sai cho Bá Kiến thì nó mới tồn tại được. Thế là chửi là để một cách thể hiện mình, khẳng định mình, kiểu bây giờ nói vui vui nhưng mà mẹ nó thủ dâm tinh thần đấy các bạn, à, nó thủ dâm tinh thần. Thực ra thì người bị nó chửi nhiều nhất lại chính là bố con nhà Bá Kiến, có phải không? Nó cứ nhè vào những cái bố con nhà Bá Kiến nó chửi, mà dân làng, cả cái làng, cả tổng này, cả cái xã hội này, có ai dám chửi vào quan chức không? Cả làng Vũ Đại có ai dám chửi vào ông Lý, ông Chánh không? Không, không dám. Chửi đồng, chửi đứng sau lưng, chửi trong bụng thì có, nhưng mà không một ai dám ra lời chửi những cái hệ thống cường hào một cách công khai như Chí Phèo. Ông ngoài lắm chứ, đúng không? Ngoài lắm. Dân gian thì có cái câu là cái gì, muốn nói không là mẹ chồng mà nói. Muốn nói qua ngoài làm cha mà nói. Thế thì bây giờ nó khẳng định cái vị trí của nó là mẹ. Chúng mày cả làng chúng mày sợ thằng Bá Kiến, thằng Lý Cường chứ, hay là thằng Đội Tảo, hay là kể cả những cái thằng có đối thủ của Bá Kiến,
tranh giành nhau cái miếng ăn ở trong làng này, ta chửi tất, ta chả ngán một thằng nào hết. Cả cái hệ thống gọi là chức sắc hương lý, chức sắc hương lý, chức dịch phó lý, tổng lý, rồi thì là đến cụ bá chánh, đến cụ chánh, nó chửi tất. Có ai được, ai oai được như Chí không? Đúng không? Đúng không? Người ta sợ Chí đến mức độ là gì? Khi mà thấy Chí đến ấy, thì người ta đích phải là sợ Chí. Người ta sợ là cái gì? Người ta biết rằng cụ bá đã sai Chí đến để nhiễu sự mình, thế thì mới phải là chắp tay vái lại và thực hiện theo những cái yêu cầu của cụ bá. Thế nó cũng ngoài chứ, nó cũng nói thẳng với bá Kiến mà. Thế là không có tao, mày làm được việc dễ dàng như thế không? Mà những cái thằng kia, thằng có thế lực, cũng chỉ có tao mới dám đập phá tan tành, tan nát cơ nghiệp của nhà nó đi thôi. Tao thích vu vạ cho nó thì cũng là cơ mưu của mày, nhưng mà tao mới dám làm được cái việc đấy. Nó khẳng định cái vị thế của mình đấy, đúng không? Người ta kỵ nhất là chửi, đúng không ạ? Cái hành vi chửi của Chí Phèo, nói thẳng ra là mới báo cáo với cụ với vợ thì Biên Ải nghĩ thế thôi. Nó không đơn giản chỉ là cái sự chút bỏ cái bực tức của mình bằng những cái lời lẽ cay độc đối với người khác thôi. Nó không chỉ là cái sự phản ứng chuẩn lệch chuẩn văn hóa. Chửi là khẳng định sự tồn tại. Chửi là khẳng định là mình còn sống trên đời này, mình cũng là người. Thứ nhất là tồn tại, cái hai là mình vẫn là người. Cái thứ ba nữa là chửi để khẳng định cái vị thế của con người. Đấy. Và đó có khi là cái cách để mà Chí Phèo muốn nói với làng Vũ Đại rằng tao có phải quỷ đâu chúng mày ơi. Rồi cuối cùng, một cái câu hỏi cuối cùng nó nhức nhối, nó khoan vào lòng người. Khi mà giết chết Bác Biến rồi thì hắn cũng văng một nhát con dao vào cổ hắn, hắn chết. Cái câu hỏi này muôn thuở chỉ có thể là Nam Cao mới có cái câu hỏi này trong cái xã hội đấy. Ai cho tao làm người lương thiện? Đúng không? Ôi dồi, anh Chí anh mà lương thiện thì dân làng được nhờ quá. Bá Kiến vừa nói và cười ha hả. Nó bảo lương thiện à, nhưng ai cho tao làm người lương thiện? Nói xong thì cho một nhát, Bá Kiến chết. Bá Kiến chết thì hắn cũng tự tử. Cái chi tiết cuối cùng ấy, máu phun ra với lại cái đám bọt bong bóng ấy, cái mồm hắn thì đang ngáp ngáp sau câu hỏi đấy. Biết bao nhiêu điều mà Chí muốn nói với cuộc đời này sau cái ngáp ngáp mà không nói nổi nữa ấy. Thì chỉ còn lại mỗi một cái điều là ai cho tao làm người lương thiện. Vậy thì Biên Ải không hiểu là cái lúc đấy là Chí Phèo nó muốn nói cái điều gì hay nó muốn chửi tiếp. Thì cái chỗ này bởi vì nó chưa chửi nhau mấy ai mà lúc đấy cũng chưa thể hiện cái hành vi chửi, cho nên là Biên Ải không giải mã được nữa. Xin lỗi quý cụ quý mợ.